Dạ ba có lâu không Ly? Dạ ba có lâu không? Mua cây cho Ly nè. Thích không? Đi đi, đi lên kia pha bổ cho ăn nhá. Đi nè. Dạ nha. À, cũng ngồi đi. Ngồi đây ba cắt cho Ly. À. Chắc chờ lâu quá hả? Chờ ba đi lâu quá hả? Và lấy hạt đấy nhé. Được không? Có ngon không? Ngon không? Rồi ăn từ từ nhé. Con cầm này, cầm bỏ ra đây. Đây nè. Đây nữa. Đúng rồi. Chưa bà cắt xong đã. Đây. Đây nữa nè. Đây nha. Đây Ly. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây Ly. Tay ra, tay. Đây Ly. Kìa rơi ngoài kìa. Đây. Đây Ly. Đây nữa này. Để mà cắt cho quả ngon nha. Kìa rơi kìa. Bỏ rơi đi con. Cắt thêm táo nhé. Cắt thêm miếng táo nhé. Chụp táo ngon ha. Rồi, cầm bỏ kia đi. Đây nữa nè. Đây nữa đi. Đây nữa. Đây nữa đi. Đấy. Đây nữa. Bỏ góc đây nha. Đây đi. Thử miếng nè. Được không? Ngon quá hạt. Đây. Đấy. Đúng rồi. Đây nữa. Rơi kìa. Đây coi. Đây nữa này. Đây nữa. Đây nữa đi. Ôi nhiều quá hả? Hơi nhiều quá rồi. Ăn hết đi nhỉ. Xếp này lại nhé. Nhiều quá ha. Và xếp đầy thì nữa đi đói bụng đi ăn nhé. Bây giờ nhé, bây giờ nãy mình ăn rồi đúng không Ly? Đó, nãy là mình ăn rồi đúng không? Bây giờ phải để đây nhé. Tí nữa mới ăn nhé, được không? Để đây đi ha. Để đây được không? Nhé. Tí nữa Ly mới ăn nhé. Bây giờ mình cất đi nhé. Ha. Được không Ly? Giờ phải để cái này đó. Chưa được nè. Ở đây lại nhé. Chào mọi người nhé. Hôm nay tôi sẽ thử Lily xem có bị cám dỗ bởi đồ ăn không nhé. Lily, giờ con ngồi đây nào. Bác để đồ ăn đây. Tí nữa đói bụng ăn nhé. Nhưng bây giờ con chưa được ăn không? Lát nữa chờ ba về ăn cùng nhá. Lily nè, nhìn nè. Lát nữa chờ ba về ăn cùng nhá. Lily nhá. Được không? Ngoan nào. Lát nữa chờ ba về ăn cùng nghe chưa? Lily phải ngồi đây chờ, chờ cái này cho ba nhá. À, Lily ngồi đây nè. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhá. Lily ngồi đây nhá. Ngồi ngoan đi chưa?
Bây giờ mình sẽ mở camera xem hành động của Lily xem như thế nào nhé các bạn nhé. Thì đang nhớ ai ấy nhỉ? Thì tìm ai đấy Lily? Em tìm ba đấy. Rồi ăn rồi. Ăn đi nhỉ? Lily ăn đi nhỉ? À. Bây giờ tôi sẽ chờ đợi một chút xíu xem Lily làm gì rồi đi vào nhé. Như Lily không thể làm chủ được trước bữa ăn của mình rồi. Đang làm một cái gì đấy? Cất trong tủ lạnh. À. Ôi thôi ăn rồi, ăn rồi.
Lily nhé. Chào Lily. Chào xe này. Cẩn thận nhé. Thôi để đi ăn nhé. Chờ lâu không? Chờ bao lâu không? Có ăn không? Có ăn đây. Ủa? Đâu Lý? Đồ ăn đâu rồi? Trời. Cái gì đây? Cái gì đây Ly? Hả? Đưa ba xem nào. Để dành cho ba được mấy miếng đây hả? Hả? Có phải không? Đâu? À, cảm ơn. Hả? Hôm nay Ly ăn nhiều mà, đúng không hả? Cảm ơn nhé. Đây bà Charlie ha. Cái đĩa nó để đâu hết rồi? Cho bà xem nào. Ta đóng tủ lạnh này đi. Đóng ạ. Đâu cho bà xem nào. Đây hả? À, đi giỏi lắm nha. Đấy nha. Đúng rồi đấy. Đây, vào đây ha. Xong cái rửa vào đây đi nhé. Nhé. Đây, em rửa tay nhé. Đi đây.